trời, bữa người ta lợp rẫy này đó, rồi thân què lết sao nấu cơm cho ta ăn. Giờ tụi mày tính sao đó, tính cái nó về nó sinh mấy đứa con đó, đứa vài trăm vậy đó, mua toàn. Đem ra cái thang rẫy ra lợp luôn cho dì hai chú ơi mừng hết chứ. Còn rồi sao? Cái... chiều cái trời mưa râm râm nó thử đó, ờ thử mấy tôn à. Có cái chỗ này nó ướt mà chỗ dài lại bằng thờ lại đắng đó. À, chỗ cái tôn luôn cũng khôn quá đó. Vậy mà chưa cho ngủ mà mình thấy thôi đừng có dột cái truyền hình đi, đừng có bàn thờ thì ở đâu kệ đó. Vậy hả? Cười. Cái tay của gì sao vậy? Tay biến bây giờ này, với cái tay này đi chống gậy không? Vậy chống gậy không đó hả? Vậy đi không nổi gì hay đi đâu đi hồi đi ra thì người ta tay tới làm gì cái té lật ngửa ý. Hai cái giò đứng dậy không nổi. Dạ rồi rồi mấy đứa con có ở gần đây không? Có, nó ở Cà Mau với đứa đi đi ghe, nó đi ghe cho con ba cẩn á. Vậy hả? Như vậy chắc cũng không khá gì hả hay sao? Trời ơi, nó nghèo quá cha ơi. Dạ, đi dọc nó nghèo quá chị ạ. Đi không thi. Đi không thi. Đi không thấy về luôn. Nó chập á là nó quay đầu nó cắn nó chỗ này giống nè. Ở thằng nhỏ 9 tuổi nó cha bỏ đi rắn hổ mang chú á đừng bắt. Rồi nó mới quay lại nó thôi con thấy năm một mới không có tiền để cha đánh bắt con rắn này nè nó vô học cho nó. Rồi bắt đầu nó vừa nói vậy nó chồm tới bắt là con rắn quật vô nó cắn ngay cả tháng một cái. Hai chặt con. Mình cắn mình nó à, mình nó là thằng kia thằng nhỏ đâu mà nó. Rồi bắt đầu mới đi ra mấy cái ông kia là nghe kêu cứu mà ông la lợi thấy nó cầm rắn là không ai dám cắn. Rồi bắt đầu thằng taxi nó chở ba người đi núi. Rồi nó mới chặn lại kêu chở mà ba người đi núi mà đi lạc. Rồi thằng này nó không dám chở la lên đuổi cầm thằng này quơ cắn con xe luôn cũng cúng nữa. Chứ nó nói anh em chở đi tôi có đây lợn viện có ba cây à mà nó lạc nhưng mà có 10 cây lợn. Rồi bắt đầu nó nắm nó ba thước cái âm đó nó ba thước cái âm mà lại nó kêu cứu ông lại đó ha đạo nó đáng ba thước
Ha, chuyện thời sự đó hả? Dạ vâng. Dạ. Dạ ok. Thì qua đó cũng thấy cái tấm lòng nhân ái của những người ấy đó. Những cho 2 tỷ mấy á. Nhỏ đó đó.